xin kính chào quý thành yêu của tiệm vàng Kim Thảo ạ. Tối hôm nay em rất là vui khi tiếp đại gia đình của cô Thắm nha, đến từ Hậu Giang ha. Cô đến ủng hộ tiệm em là 3 mâm vàng luôn, gồm có vàng vàng 24K và vàng 18K nha mấy anh chị, vàng 18K 610 ha. Rồi đây là sự kết hợp hài hòa giữa hai trái tim cùng chung nhịp đập này quý khách ơi, là một bộ vàng cưới nữ trang 980 nha, rất là đẹp luôn. Rồi em lấy này, em giới thiệu mẫu cho anh chị nè. Bữa nay cô lựa là hai cái kiềng và một cái vòng vòng chạm hoa văn nha quý khách, rất là đẹp luôn ha. Rồi một cái kiềng này là chồng đũa nó là 5 chỉ ha, rồi cái vòng này là 3 chỉ luôn quý khách nè, đẹp chưa, xuất sắc luôn ý. Rồi phối hợp với kết hợp với hai cái kiềng này á, là cô lựa thêm là một cái kiềng quấn hoa mai ha, rất là đẹp. Cái form kiềng này tầm khoảng 6 chỉ hơn nha quý khách ha, đẹp lắm. Rồi cô lựa thêm là bộ dây hoa mai nè, trời ơi xuất sắc luôn quý khách à, hoa mai phun cát nữa nè, từng đường phun cát nè, rất là đẹp luôn ha. Rồi một cái lắc hoa mai và một đôi bông hoa mai tận ten luôn nè quý khách nè, nhẹ nhàng rất là đẹp, sang trọng lắm nha. Cái dây này là tầm khoảng 1 cây 3, lắc là khoảng 5 chỉ hơn nha quý khách, rồi đôi bông tay là khoảng 1 chỉ nữa nè. Cô còn ủng hộ thêm cho tiệm là một bộ vàng nữ trang 610 nha quý khách nha, bao gồm cả dây nè, một cái dây rút đặc luôn quý khách ơi, rất là đẹp luôn ha. Một cái dây mình rồng, khúc rồng nè, dây này tầm khoảng 3 lượng. Rồi cái dây này thì em khỏi cần giới thiệu thêm nữa rồi nên chị ơi, form dây này thì có dây xoắn lá thì nó có 3 form, dây xoắn oval nè, xoắn vuông và xoắn bông mai nha quý khách nha. Dây này là form của nó là khoảng 8 chỉ. Dây này rất là được lòng anh chị khách yêu của tiệm vàng Kim Thảo luôn ha, rất là nhiều trọng lượng, từ 1,5 chỉ cho tới 2-3 lượng bên em đều có luôn ha, phục vụ của anh chị luôn. Lựa thêm cho bé yêu một bộ dòng em bé nè, xuất sắc cho mấy anh chị, xi men đi dòng em bé nha, một bộ này là khoảng 3 chỉ hơn nha quý khách, móc máy rất là sáng luôn nè, 3 chỉ hơn. Rồi kết hợp với bộ xi men này là hai đôi bông còn ten bi cho bé nè, bé nhà rất là được cân luôn nha quý khách nha. Lựa hàng rất là đẹp luôn ấy, bông tần ten hay sao nè, dễ thương không. Rồi phối hợp thêm là một cái nhẫn nữa, một cái nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh hộp trắng nha, nhẫn này khoảng 1 phân hơn thôi, hai đôi bông này là tầm khoảng 5 phân hơn nha quý khách. Rồi tổng trọng lượng ngày hôm nay anh chị lựa tổng bộ hôm nay anh chị lựa là 530 triệu ha. Em cảm ơn gia đình cô Thắm đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm ạ. Dạ em xin kính chào quý thằng yêu của tiệm vàng Kim Thảo ha. Thì trưa hôm nay em được lọc của chị Nhi nè, chị đến từ Bình Tân ha. Chị qua chị ủng hộ nguyên một bộ vàng cưới nữ trang 980 nè mấy anh chị nè, đều xuất sắc chưa. Rồi đây là chị ủng hộ hai cái kiềng 24K và nữ trang 98 chạm hoa văn ha. Mỗi cái kiềng này trọng lượng của nó là 2 chỉ nha quý khách, rất là đẹp luôn ha. Rồi phần này là tiếp tục là chị ủng hộ thêm đi chung bộ là hai cái dòng chạm hoa văn luôn, một dòng 1 chỉ, một dòng 2 chỉ nè. Bên em là form dòng đó, nó rất là đa dạng, form vuông nè, form tròn và form gợn nha, rất là đẹp nha quý khách. Một dòng này là 1 chỉ nè, dòng này 2 chỉ nha quý khách ha. Rồi khóa bằng rất là chắc chắn luôn ha. Rồi đi chung bộ dạng 24K là một đôi bông tai hoa mai đôi bông tai hoa mai và một cái nhẫn hoa mai nha quý khách. Bông tai thì tầm khoảng 1 chỉ, nhẫn khoảng 2 chỉ hơn nha quý khách ha, quá đẹp xuất sắc luôn ý. Chị còn ủng hộ thêm là một cặp nhẫn cưới nè, mẫu đây nhẫn cưới em mới về hàng luôn nha quý khách, nhẫn nam là một hộp nè, nhẫn nữ là phun thêm hộp tắm nữa nha, rất là đẹp luôn, nhìn rất là thanh tay, xuất sắc chưa. Tổng trị giá sản phẩm ngày hôm nay mà chị lựa là 87 triệu. Em cảm ơn chị Nhi đã ưu thương và cái ủng hộ tiệm ạ. Dạ xin kính chào quý thân yêu của tiệm vàng Kim Thảo ạ. Thì sáng hôm nay em rất là vui khi đón lọc của anh Sang ha, anh đến tiệm là ủng hộ một cái lắc khoan lạc giả đúc trơn rồi khách nè, đẹp xuất sắc chưa, sang sình mình luôn nha quý khách ha. Rồi em đưa lên tay quay cận cảnh cho mấy anh chị xem nè, mẫu lắc trơn rất là đẹp luôn ha, tạo độ bóng cho cái lắc nè, xinh lắm. Rồi cái lắc này là form lắc là khoảng 2 lượng hơn nha quý khách, tổng giá trị sản phẩm này là 109.900.000 ha. Khóa là khóa lắc này là rất là chắc chắn luôn nè, khóa hộp rồi thêm hai cái khóa dự phòng hai bên nữa nha, quá sang sình mình luôn quý khách ơi. Rồi em cảm ơn anh Sang đã yêu thương và ghé ủng hộ tiệm mà, rồi em bảo hộp cho anh luôn nha. Dạ. Dạ, em xin kính chào khách tiệm vàng Kim Thảo. Tối nay làm đón khách hàng. Không ăn nó lớn nhất kiềng 18K. Đây là một đá nam phi, đá đỏ quá đẹp luôn. Hồi nãy chị tới cái hoa văn 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 hoa vă
bên trong là dán lòng kim tiền luôn. À, chị lựa thêm 12 dòng xi măng dây giùm nha. Xi măng bao nhiêu dòng? Này là 3 ly nha. Dạ. Và chầu dây này là cái mấy lớn qua của chị là 54. Tổng bộ này của mình là 43 nha. Quá đẹp. Đi nam với đó đâu vậy? Để hợp cho chị nha. Rất nhiều. Chị Nhan ơi, ngày Nhan bán cái nữ đi nha. Dạ, em xin kính chào khách chị Nhan Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón lọc của anh Đức Lợi, anh ở An Giang. Đây, một cái dòng quá xuất sắc quý khách ơi. Đây là mẫu dòng bản của Long Hồng Ngọc nha. Wow, quá đẹp luôn. Đá Hồng Ngọc rất là đẹp với quý khách nha. Dòng này là bản là tầm 7 phân quý khách ha. Trọng lượng ở dòng là 7 lượng 2, 4 phân rưỡi. Trị giá là gần 300 triệu quý khách nha. Vàng công ty 610 quá đẹp luôn. Đường nét rất là sắc sảo quý khách ha. Đây. Kỳ sang đi tay này của anh là cả 54, 56 đều đeo được quý khách nha. Bên em là rất là nhiều mẫu mảng đa dạng cho anh Nam. Đây, nay em mới về thêm mẫu dòng. Đây, mẫu dòng đây, dòng rồng luôn. Rồng quấn quanh ha, đeo chung với nhẫn rồng luôn. Dòng này là tầm 1 lượng rưỡi quý khách ha. Thêm mẫu nhẫn nữa. Nhẫn này là cỡ 2 chỉ tới 1 lượng luôn. Rất là nhiều. Rồi, cái này em để hộp cho anh Đức Lợi nha. Em cảm ơn anh ạ, chúc anh làm ăn phát tài nha. Cái hàng tiền vàng Kim Thảo ạ. Buổi chiều ngày hôm nay nhà em có lọc của chị Lan ha. Kéo mùi tiền vàng Kim Thảo là 3 siêu phẩm, gồm dây mặt đuôn tây ý ha. Đây ạ, đây là dây bi. Dây bi móc máy theo công nghệ của Ý rồi sáng lung linh ha. Dây này có khoảng là 6 chỉ 87 ạ. Thì lựa thêm một mặt dây chuyền hình mặt chữ mặt người ha. Full tấm mê đường biên luôn. Cách móc qua cách rô đê móc máy rồi sáng lung linh luôn nha. Cái mặt này là có khoảng là 2 chỉ 47. Đem đeo cổ luôn ha. À, sáng luôn, vừa y tầm cổ dây đeo luôn ha. Rồi rồi, chị lựa thêm một cái bông tay ý, hột sò nhân tạo ạ. Bông tay ý này là tầm khoảng 2g 97 ạ. Đó là sáng luôn nha, cách viền tấm nóc máy là đẹp luôn. Đây đây đây. Thì sai quá này. Rồi. Rồi, chị đã đeo rất đẹp luôn. Mong để ý với dây liền mặt rất đẹp luôn ạ. Tổng số tiền chị mua là 40.800.000. Em cảm ơn chị đã ghé mua tiền vàng kia hả bên em ạ. Có khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Tối nay là em đón tiếp chị Hoa. Chị qua lựa một bộ trang sức cưới cho con dâu. Đây, một cặp vòng tay. Bản này là bản vuông nha. Một kiềng chạm hoa văn luôn, quá đẹp. Em về vòng tay là em về đủ cỡ tay nha, 48 đến 58-60 luôn. Kiềng đây là kiềng 2 chỉ nè. Mỗi vòng này là 1 chỉ. Quá đẹp luôn á. Thêm một cặp nhẫn nữa. Tổng bộ này của chị Hoa là 36.500.000 ha. Rồi, hóa đơn đây. Em gửi chị hóa đơn. Cảm ơn chị nhiều ạ. Bé chỉ gì cách đeo chưa? Em chỉ cho anh nha. Đây, vòng đây. Mình cầm hai bên chị nha. Có không dạ, này. Đây, khi mà mình đeo á, quay là gì? Rồi mình dặn vô. Mình mở đúng hết là được. Rồi kiềng đây. Mặt trơn là mặt trong nè. Mặt chạm ngoài chị cứ cầm tay như gì. Sẽ có một con lăn một bên. Mình dặn nha. Dặn nha. Nhấp nhẹ lên thôi ha. Để như gì là đeo vô cổ luôn. Đeo vô gì là dài lại thôi. Nói chung mình biết cách nó dài rồi nó dễ lắm. Rồi, cảm ơn chị Minh Thảo à. Sáng nay là em đón tới chị Lánh, chị ở Bình Dương. Đây, chị qua lựa một dòng bi nha. Đây là mẫu dòng bi vàng cộng, 5 cộng bi. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Trọng lượng ở dòng này của chị là 1 lượng 2 phân 6 ha. Trị giá là gần 40 triệu. Vàng bên em á, quý khách đeo khi nào mình chán mẫu là vàng đổi sang ngang bù tiền công ha. Không bù chênh lệch vàng gì hết. Đây, hóa rất là chắc đẹp luôn. Rồi, cái này em để hộp cho chị Lánh nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. Và địa chỉ tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Mai. Chị qua lựa một cái dòng ban ha. Quá chị cân luôn á. Đủ món luôn. Còn đen cộng bóng lá nha, cái tấm. Dòng này của chị là 6 chỉ hơn ha. Em đeo cho chị luôn nha. Đấy, chị xin luôn á, mấy cái hộp tắm nhỏ này em bảo hành nha, cứ đeo thoải mái.
Giờ mà của chị là 25 triệu 100 thì em để. Dạ em xin kính chào nhé chị Nhàn Kim Minh Thảo. Chiều nay là em đón tiếp cô được. Cô qua lựa một cái mẫu dòng nha. Đây mẫu dòng vuông, lá tô ba đỏ quá đẹp luôn. Bản vuông 2 tầng ha. Form dòng này là 7.1. Bản vuông rất là đẹp luôn. Bên này là chạm hoa văn kết tấm ha. Rồi, đeo chị nha. Đây, quá sang luôn cô ơi. Chị giá cái dòng này của cô là gần 28 triệu ha. Con gửi cô cái đơn, cảm ơn cô nhiều ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Thủy. Chị qua lựa một cái kiềng và một cái vòng tay nha. Đây là vàng nữ trang 980. Đây kiềng chạm long phụng, phong kiềng này là 3 chỉ. Thêm một cái vòng tay gọn nữa, 2 chỉ. Quá đẹp luôn. Bộ này của chị 5 chỉ là 30 triệu 250 nha. Nay em về rất là nhiều mẫu mã đồ cưới để phục vụ cho quý anh chị vô đồ cưới này rồi nha. Rồi. Bên em á, là có đổi khi mà mình cưới á, khách ta cho mấy những khâu tròn á, bên em cũng có đổi qua trang sức để đeo luôn ha. Cảm ơn chị Thủy. Dạ em xin kính chào nhé chị Nhàn Kim Minh Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Xuân. Chị qua lựa một sợi dây nha, vàng Italy 750 chung với cái mặt giọt nữa. Quá đẹp luôn, dây hỏa tiễn nha. Còn đôi bông, đây đôi bông dạng tòn ten giọt xuống, rất là đẹp luôn. Tổng bộ ý này của chị là 11 gam hơn nha, chị giá là 18 triệu. Này, chị lựa thêm hai đôi bông tay vàng 18. Rồi bông dành điệu đạo quý khách nè. Đây, bông hộp một chai bằng ten tim ha. Và một đôi bông kết thôi móc máy nữa. Hai đôi này là 7.2 triệu. Này rất là đẹp luôn, nay em về rất là nhiều mẫu mã ha. Em mời anh chị gần xa ghé tụi em để sắp những trang sức đẹp nha. Thở này em để hợp cho chị Xuân, cảm ơn chị Xuân nhiều ạ. Dạ em xin kính chào nhất tiệm vàng Kim Minh Thảo à. Sáng nay là em đón tiếp chị Ngân. Chị qua lựa một bộ đây, cỡ bông lá huyền đỏ rất đẹp luôn, dây kim tiền với mặt ha, mẫu nhẫn luôn đây và đôi hoa tai. Bộ này của chị là 2 chỉ 2,5 phân nha, giá là 10.141.000, quá đẹp luôn. Về công ty 610, mẫu này là em về đủ màu cho quý khách hàng ha, màu đen, màu xà cừ, màu vàng. Và cái này em để hợp cho chị Ngân nha, cảm ơn chị Ngân nhiều.